Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay tiếp tục ngày thứ hai là Thánh Liệu còn ăn Tết xe năm xe mây nữa cả nhà. Thì mấy anh em vẫn tiếp tục đi mình cũng không gành không thì nói hôm qua thì mấy anh em buổi chiều qua tới chỗ đó bắt thì chỗ đó được ba con nhưng mà còn hụt nhiều lắm cả nhà, thì cũng là cái địa điểm cũ ngày hôm qua. Bữa nay thì mình vô cái đầu dưới này nè, mình bắt đổ qua đó. Thì nước nó cũng đang lên, mình tranh thủ mình bắt bữa nay nữa thì chắc nó cũng giáp. Thì vẫn tiếp tục là bắt ít kêu trên đồng khô. Bữa nay là ngày thứ hai Thánh Liệu ăn Tết. Rồi không biết ngày mai thì Thánh Liệu có đi không hay là ăn thêm ngày nữa. Ê, ngày mai Thánh Liệu ăn trên mây hỏi gì sai. Có 3-4 ngày lắm. Ừ. Cũng có nhiều cô chú hỏi là xin bộ Tết thì không cho Thánh Liệu nghỉ ăn Tết sao. Thì nói chung ra là mấy anh em quay video trước một bữa cả nhà, thì vô ngày Tết là cho Thánh Liệu nghỉ ăn Tết, tại vì Tết này là Tết chiều tuổi của Thánh Liệu. Mới đi tới đây phát hiện cái hang này nó xì bọt, có dấu ít hả cả nhà, nhưng mà nó xì bọt nó lên. Hả? Ba bữa nữa. Ba bữa nữa bắt bên Phú Tân trước một cái rồi mới qua đó. Đem móc lẹ lên bình. Bắt ếch bên cái kinh, bữa tôi lộ qua chút nữa tôi chết đó. Ờ, cái kinh chỗ đó dữ lắm, ếch luôn Bình ơi, ếch bữa đó lắm. Mà ông mà đi. Nè ăn ếch nè. Bữa đó ông Bình mà ếch đi, hay không lẽ ăn ếch. Ủa là hột vô đó khó lấy gà lắm. Mình anh hai đừng có cái vỏ ếch dữ trời. Có lấy cầm dây không anh hai? Hôm nay đạn vỏ đó mình về đó. Giấu không? Không mà đi ngang thấy nó tuột xuống rồi. Cái xì bọt, xì nước, xì bọt lên luôn. Nữa rồi. Ê, đâu. Sâu nữa. Khoét một chút xíu anh Bình ơi. Có con ếch dưới này nè. Đi mình đi ngang động đất cái nó chui xuống bựng lên vậy. Con cua ở đâu có chui dữ vậy? Nước sôi luôn vậy. Bự như nước sôi vậy. Phải có con gì dưới này chứ. Chút nữa. Đây. Đúng. Cái đầu móng tay của mình nó không có được dày như người ta cả nhà. Tại mình bệnh nó rồi nó mỏng móc, giờ bữa nay nó tét hết trơn. Tét khóe à? Tét khóe hết trơn. Tính đeo vào tay mà. Nè. Mà sợ cô chú nói gì chưa trơn mày đặt chảnh đeo vào tay nữa. Khổ quá. Cả nhà thấy không? Anh em thẹo dít mượn la cho nữa không? Em ơi. Nè. Dính hết mà. Ồ, dính cái thẹo ơi. Chuẩn bị vỏ nè. Ồ. Cái vỏ luôn. Nó chui xuống dòm biết. Đi ngang cái nước bựng lên. Wow. À, con hết. Cái hết được vậy? Nói dễ. Cái. Ồ, có đã. Đã. Có mang kêu chưa? Trái. Không, hết trái không có. Quên hết trái. Có đốt mấy lỗ mà. Vô vô vô. Vô. Đừng la quá, có đực gần đây. Có đực gần đây. Còn quay luôn nha em, đừng dừng nha. Dễ rồi đó. Em, đừng dạ. Dừng nha, quay luôn. Hả? Đừng có dừng đi dài tới luôn. Tự lại quá. Cái này tự lại rồi đó. Ờ, này không cuộn lại, nó phóng sao anh ơi? Phóng á. Rồi. Rực. Rực, 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 rực. Dạ đó. Rực, 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 rực. Rực, 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 rực. Rực, rực. Rực, 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 rực. Rực, rực. Rực, rực. Lật 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 lật
lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật bắt luôn. Em đứng né né trên đây nè để nắng cái điện thoại nó đứng. Đúng rồi đó, nó kia ngay đó. Hai. Không có hàng. Không có hàng trời. Rồi đi bắt con này. Ở đây có hang rồi dính, mới kêu ở đây. Mới kêu đây hả? Ừ. Trời ơi, đuôi hang mắt thiệt ông nội ơi nè. Ngay bốc rồi nè. Kêu ép ép ở đây. Ngay rồi nè. Đào cái anh Bình ơi, bắt xiết xiết để nắng. Đào bay này luôn ha. Ừ, mấy cái đó nè. Có nửa cục đó cái được hả? Này thì nói chung mình cũng nhờ anh em hỗ trợ tiếp đào á cả nhà. Mình đào một chút mình chịu không nổi. Người giỏi món này, người giỏi món kia. Ai cũng có cái giỏi riêng. Nè. Từ từ á. Hút lại. Nè. Cái nhà nó ở đó, nó này ở cạn không ở sâu đâu. Nó kêu nhỏ xíu anh xin. Trời ơi, nó kêu gì nhỏ gì em. Nó kêu nhưng mà nó kêu cho nó. Được rồi, được rồi. Bà bảnh á, hai ăn đó. Nắng dữ rồi đó. Phải có một con. Nắng dữ rồi đó thôi. Nắng rồi đó. Có một con nữa, cái mình kiếm chỗ mát đó. Trời này cái chỗ đầu mát. Mới có một con à. Ghé xuống đây không ghé nhà em uống nước trời. Ở đâu? Đó dặn hia được tiếp rồi, xuống nhà em để xe nhà em đi cho nó an toàn. Hôm qua có xuống nữa. Có, hôm qua tôi thấy đậu đó. Đậu đằng này kìa. Qua chiều tới em đi ghe cá lóc đường đó. Ừ. Ngày qua nghe Nhí nói phải không? Nhí nói dặn để nghe coi chừng mất xe gì đó phải không? Mới đây nửa tháng nay mất 2 chiếc rồi. Như đó hả? Bữa nay rảnh không hả thì chơi tôi một bữa rồi. Đi coi dịch trong vòng nè, dịch đang ở đây. Tôi đậu xe gần bà dịch không á. À. Chút lại chơi ha. Bữa nay đậu xe. Nhà ở đây nè, ghé nhà uống nước. Nó đậu xe đằng trên nó. Nhỏ quá, nhỏ. Không qua ở dưới này. Chút tôi bắt xong rồi lại đó nấu ăn ra chơi ha. Ừ. Nắng quá nắng. Ừ, nó giờ này đó quá trời. Tối em để máy kêu vết ở đây nè, bắt cũng mười mấy cặp nè. Vậy hả? Tối là nước lớn. Nè em ơi. Vậy là hôm có mắc cặp hả? Có, thì có lý ha. Đây mà mưa xuống một cái nha. Ít gì nằm ở đầu cán hả? Nằm nín luôn. Quẹt quẹt quẹt, hôm bắt ít cái bự không? Cũng vừa vừa, chứ chữa mưa mấy ít lớn nó chưa chữa lên. Bỏ miếng gom vô anh Hà. Có lên lỗ lên. Vậy là hôm nó kêu dữ lắm hả? Cái này nước hình như cho lên luôn hả gì mà? Không, nước còn cứng cứng rồi, cũng vụn cho lên. Hôm vậy bắt mười mấy cặp. Từ đó em mở cái miếng đây lên rồi em để cái máy chắc 10 giờ mấy á. Ờ. Bắt được, bắt tới mấy giờ? Đâu có 10 tiếng, gần 2 tiếng là vô ngủ. Sáng hả? Chắc em bắt chắc 11 giờ tới 12 giờ mấy. Ừ. Vậy là có lý rồi đó. Đây là im rồi. Hồi diễn hồi ra chơi ha. Đó, tôi nấu ăn đường bờ kinh xuống chỗ nhà em đậu xe để đó okay. Luôn. Ok. Có phải nấu ăn uống gọn gàng. Cảm ơn nhiều. Bây giờ xuống đó cứ ghé thoải mái mà. Ok ok. Bờ nó dịch cái. Hai hàng đó có con ngựa bắt không? Quá quá, để uống nước. Có là chuyện giống dữ lắm. Cái gì trời? Mình bán trái hơn là cái gì? Cóc. Nó. Nó. Hết hồn. Nó trời. Nó mà trồng cây mà được trái rồi cũng đỏ như nè. Vô khúc luôn ha. Ồ.
cái gì hay lẽ ha. Ôi ôi, mình kêu ở bên cái khu bưng kiến vàng bên đó, nó trả lời lên hết trơn mà. Nước không mà khó bắt lắm cả nhà. Nó bển nó kêu ẹt 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 ẹt. Em hiện mới xuống tới. Nó bển nó kêu nhóc hết trơn. Nó kêu bên đó một cái kêu ba bốn con vậy. Mà nước không. Mà nước không. Nước không à. Hiện cái cạn đã xuất hiện. Cái đầm nó đây túc ếch đã luôn. Hôm nghe nói cái anh ở gần đây bắt được mười mấy cặp á. Nãy giờ làm hết mấy phát mà nó không được cả nhà, chưa có kết quả. Nhất định đây em bắt được. Đẹp lắm. Đây nè cả nhà. Mấy cái bông đó. Cái cây cầu cũng đẹp rồi nè. Cây cầu này chắc lâu năm lắm. Ừ. Cái này đây. Ừ. Đây này đụng đỉnh. Ừ. Đó, biết đẹp luôn ở đây. Giống như trong rừng, cầm tới đó. Dính ếch hả? Ở đây đem lại luôn đi, lại bắt con này luôn nè. Dính rồi. Em hiện đang đào dính được con ếch. Đi mà kêu không trả lời trời. Ếch đây, em tập trung quay em mà. Đúng rồi. Nè. Hàng đó đúng không? Hay là nó kêu đằng cái cây này ta? Hay là ở trên? Ở hang này nè. Vậy mà con ếch nó đang kêu cũng chết luôn mà nó không trả lời. Gặp rồi cả nhà ơi. Dám lời dám được đánh nhảy. Lẹ lẹ đi. Lẹ máy nó đứng. Được con ếch ha mẹ. Hả? Bự không? Ếch được ếch cái. Ếch cái hàng khi kia muốn thụt lưỡi luôn. Kia muốn chết luôn á. Ôi không bự không ha. Ếch cái gì vừa. Em Dũng qua lẹ anh Bình ơi. Qua đây luôn nè. Tỷ số được 3 em. Thử sạn em này nữa là em thứ 4. Ếch này nó còn nhát quá nó không kêu. Kêu muốn chết luôn không trả lời. Em thấy rõ không em? Thấy gì? Gần không á. Thấy mà. Dưới đó nè. Ừ.
mình lộ qua đào đi cho Hiện cầm máy quay giùm. Đừng nóng giận nha em. Không có đâu. Đứng kêu nó biết bao lâu. Cái này cá dữ. Hai cái bọng này ngon lắm xin. Thọt tới mốc. Hai bọng có ngớt nữa đó. Bọng có cây thọt ngập tay ngập cua mốc luôn. Anh kêu nó không trả lời thôi, anh không có ghé kiếm. Thì Hiện cầm máy nè. Đâu này tao cưng đứng ngoài đi, đứng gần vậy nó án không có lấy mà nó đứng ở đó đứng à trời, trời. Được không? Được được được. Cái này hả? Đào bỏ cái cây đó luôn, đào bỏ cây đó luôn, đào luôn. Không lên trên quay cũng được thôi, những ngày cũng đi. Nhảy lên. Dòm hả? Dòm hả? Hết chạy rồi. Tính nhảy khỏi tao sao mà mày dòm? Ừ, đực nó bự. Hết biết quá. Quá trời ngon hết. Nó mang cái kiểu. Ngủ cái mang cái giảng à. Con. Nó dòm chứ. Hết nó dòm đằng nó nhảy. Nó được. Hết hồn hết trời. Hết cá lớn luôn. Im. Cái này mò có cá không sao? Sâu. Lúng dữ vậy trời. Tắm cho nó. 4 em. Em Hiện nghe mà. Em Hiện hay quá em Hiện ơi. Ít cái nhỏ. Nó được hết hồn trời. Ừ. Sáng giờ bắt cũng hơi khó cả nhà. Em lên trên đó đứng nha má. Tóc hành ơi. Hết này làm như nó nhát nhát nè. Con này là tại mình chạy hố nè, nó không dám kêu nè. Anh nói nó trong đó không đó. Ủa nãy nó kêu trong đó mà. Không lẽ con này khác. Con này khác á. Nó đó. Hai tiếng kêu khác nó nhau. Nó bốc nè, mình chấm theo. Để anh xuôi ơi. Ủa này ngon quá nè. Ngon à. Ngon dữ chưa? Ngon thì ngon mình lại chưa? Mình bắt nữa. Bắt không? Ừ, đào đây nè. Nó kêu dạng sợ luôn. Đổi hang hả mình đi hút. Cái bọng đó đó. Ẹp, 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 ẹp. Đi đào cho. Đang đi nghe trời. Nè đào đây cái nè. Em bước xuống đây cái nè. Nè nè.
Ngã nè. Đó là dạng hết hồn dạng. Kêu luôn gần luôn nè. Ngồi ra nó kêu cái bên. Kêu cái bên luôn. Nhảy cái luôn rồi đó. Ngã này không bự. Nhỏ. Nè. Không phải cái đất đất kìa. Không đây nè, nó ăn cái này. Nó ăn hang bên đây nè. Cái đất đây gớt. Đào á. Chết nhát ha. Rệt, rệt, rệt. Hạp, hạp kế lên. Biết nữa. Vũ qua bắt con lên, vũ lên cho nó chạy ra. Dính cái nó căng cái cây móc nè. Căng nước rồi. Dính sợ thằng nó. Dính sợ nhỏ quá. Ồ cái tay nắm kìa mình. Cái tay nắm kìa. Chỉnh nè. Con cua nữa. Thằng nó móc lên cục con cua nha. Anh tôi lui ra đi mày, lui ra đi. Dính lắm. Dính lắm. Kẹt quá. Hang nhỏ. Nó lên tới đó rồi đó. Lên đi. Bự á. Ôi. Cháy luôn. Ràng quá. Cảm ơn em nha. Bình, nghe anh Bình à. Đắp lại nay ơi. Hôm nay mình gặp cái gì không nè cả nhà. Hang nào hang nấy như cái giếng vậy? Hang nào hang nấy như cái giếng. Năm chú. Đang cho con luôn năm chú mà hiện chú à mình có bốn rồi cả nhà. Đó này kêu nghe đã sợ trời. Ừ. Xiết xiết. Mà kêu. Cái bên mà kêu xiết. Kêu lớn nữa. Ngày nãy mình đi vô kêu nó đã dám kêu đâu. Ủa mình 5 người hả? Ừ. 5 người 5 con đủ rồi. Ừ. Chỉ người ăn con. Người ăn con. Ê, trộn xíu không còn con nào luôn. Người ăn con là mạnh hả? Tính làm gì ăn trời. Nó ăn chua hả? Chứ làm 7 món đi. Con ngựa ngó. Đâu giò cánh nó con chua. Mà bắt thêm con nữa coi được. Đầu thì nướng. Thấy gì cho mình được kho. Như đây cũng vẫn lòng tin rồi. Đùi thì kho, đầu nó canh chua, giò thì bộng nướng. Đầu là có mết nữa đó. Bụng nó quá trời. Ngày kia giờ không có con chua. Làm gì? Thôi xả ớt. Thèm xả ớt nè. Có gạo luộc con đóng lận. Ô canh chua đi cho nó. Canh chua cho có nước. Nó muốn là xào xả ớt thì xào bằng ấy hả? Cái đùi á. Xả nhóc đó. Nó xả xào anh chứ. Xào chuột đó. Mới quên nữa. Đã không chốt chứ. Chưa sữa. Cái này nó xin. Đi vô bắt nuôi vài con nữa đi. Cái gà đó. Rush, 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 rush
rồi. Ôi hai con luôn nè, hai con đẹp, con này nè, hai con, con này đây, con đó đây, đúng rồi hai con. Con này nó ở làm sao mà nó kêu thiết ghê vậy trời. Kiếm ếch này muốn lòi con mắt ra ngoài. Thằng ơi, con ếch đi dữ vậy. Ta mướn bằng cỏ lề luôn rồi đó. Ê, nằm ngồi cái dây. Alo, nó coi. Không có mùi ếch hết trơn. Hai móc ếch kìa. Nè, móc căng chuột luôn đó. Móc cái dây thật đủ á. Nó kêu ngay chân nấm lùm này rõ ràng luôn nè. Nó không có. Có lại kiếm ếch bự này đi. Thua nó đi. Ếch bự à? Ếch bự kế cái dừa nè, nó kêu hai con luôn. Bình bình, đưa dũng cho bình. Bình bình. Gì bộ? Bắt em màu đen thôi. Tóc em thì gối nồi. Trời ơi, cái đồ nhãn lòng ngon quá trời luôn. Ăn không, để bảo không? Để đi, để đi, ngồi lượt á. Đẳng ấp rồi đó. Quẹt, quẹt, quẹt. Thịt. Ông bà bảo nhân sinh kìa. Vâng, và nói đầu tiên và lời trân trọng nhất. Hôm nay chúng ta đi trên đồng. Quang em ơi. Quang nha. Bỏ đầu đâu. Cái gì? Bình nghe bình hông á. Cái gì? Bình hông á. Quay dữ gấu ơi. Nói nhớ lòng non xẹp phải anh hai. Bỏ như đằng quá. Gì bỏ đằng quán. Có nghe mà. Ở những lồng ở trên quá trời luôn kìa anh hai. Con xèo. Hôm qua bắt mấy cái gì nấu canh những lồng ngon sức. Nấu canh tập tàn. Những lồng nấu canh cá lóc á. Rau tập tàn rồi nấu canh cái cá lóc tăng ngon. Rau này rau kia rồi. Con nhỏ rồi 4 năm bé vô. Bé gì không anh hai, bé đẳng một đống lắm kìa. Ăn không? Không ăn tao bỏ. Mẹ một đống lắm á. Mà bé phải mì nhiều kìa. Bà con cô bác ơi, có ai thấy con ếch nằm chỗ nào không? Nó nằm ở đây. Mình móc ra con mới chạy đến đây. Là có ếch nè, dính nè. Đó, thấy không? Không lẽ nó kêu tới đằng này. Biết đâu, nó chịch ra một tay thớt. Ơi. Đó. Không lẽ nó kêu đằng này. Đó, anh Sơn. Thấy chưa. Wow, ếch bự. Quá trời. Trời ơi, lỗ tai tôi giết rồi, chết rồi. Lỗ tai bị diễm rồi, kêu bên đây bắt bên kia. Quá đã. Ụt. Cách nhau cả 8 cây số vậy, nghe kiểu này đào chết luôn anh ơi. Thì tao nói đó. Có hai thước, thước ngoài là cái hang vòng vòng đó. Mình lắp ra những bẻ con đó được ngay cả nhà. Chứ ở đâu mà ngay chân ngay tan được. Má dữ. Thiết đoạn này nhấp luôn nè. Mốt anh xin chỉ là phải đào chịch cả hai thước nha. Lẽ giờ chỉ ngay là bữa nay hiểu ạ. Dạ, cố gắng tại nghèo. Muốn ăn thịt mày hết biết liền vậy. Mày kiếm muốn chết tao rồi. Hai con mà kiếm gặp con rồi cả nhà. Này mày thả xuống kinh cái bị quýnh luôn nè. Vậy. Thôi em về trước nha anh Bình. Về đi. Ôm sáu con nó về đi. Cầm dũng móc nha anh hai ơi. Đâu dũng móc đâu. Nói thể mời lội dài dài em cho tôi có không. Ôi quá. Đâu chỗ nào đâu rồi. Thôi à, ếch nằm có phải một chút gỡ. Chịch ra chứ đâu ngay tạm nữa. Để anh bẻ cái này cho em nè. Bẻ gì? Chế nhân lộng hả? Cái này ở đó. Ông luộc, ông khỏi luộc, ông ăn sống cũng được. Dũng lộng nha, Dũng cùng ốc. Dũng cùng ốc anh Dũng đâu, đây nè, anh hai ơi.
Đưa ba lô em quẩy cho. Rồi kìa, nói tục kìa. Hết biết con nó kêu rồi. Phá rồi con này nè. Anh vỗ lưới ra anh thôi, vỗ vỗ cho anh tục. Vậy đã tục rồi. Nhấn lòng nè cả nhà. Mời cả nhà. Ừ, nó ngon. Con nhỏ này sung dữ trời. Ừ, nó phóng kìa, con nhỏ mà nó phóng kìa. Kể cho cả nhà nghe. Bắt hàng ở thông dính. Mấy anh em nói sao biết không? Ở đây có mấy mã nít đó, nó nít kia kiếm đường về lại ở đây. Thích kêu rồi. Nãy em với anh Bình ngồi nói chuyện đó đó. Ghê vậy. Sợ ma quá trời sợ ma. Đi sao đi đêm được. Trời sợ ma ngồi nãy nói chuyện với con bé đó. Xin nó cục kẹo vậy hả? Sữa mới pha luôn á. Sữa. Mày vừa hộ phát hiện mày đây, phát hiện mày ấy mày mẹ khỏe mà hiện mày xuống đây mua dỗi cho mày uống. Nó dạ. Nó đi ngoài tao dám bỏ chạy luôn. Đi về luôn, nghỉ bắt hết luôn. Ngách mới bắt sao bự. Ừ, ngách sao bự. Ủa hôm qua mình cũng 6 con em. Hôm nay mình cũng 6 con. 6 con. Sắp 6. 6 con hôm nay cũng có. Đóng một phơi mì nữa nè. Sáu con mà mình được, bữa nay tôi được con này nữa nè. Con phơi mì. Mà hấp cơm ăn luôn. Nè, đóng rau nè cả nhà. Này giống cắt tỏi cho bò ăn quá vậy ta. Giờ này có gió lại gai mát. Khớp. Cái loại củ này củ không cháy. Để hồi bò cháy quá rồi khét cái gì. Bằng 6 con ếch rồi nè. Xong, xong ếch tình, từ ký. Cũng nhiều ha. Tọc phơi mì. Nhãn lồng. Cà na hả? Nè. Làm trái đi. Anh Bình ăn cà na kìa. Mà cá nhà ăn cà na này ngon, cà nha muối ngon quá. Đi mà đi. Cà na muối nha. Mà. Tới nữa rồi. Gấu gấu thì sắt cây hả? Cây chuối với cà chua với cần nước vô cặn. Hồi nào canh chua dữ vậy? Ếch kêu bắt không được, đổi thượng nít kêu. Chưa từng có thiệt. Nãy kêu anh Bình bắt ba con, bỏ ba chứ mình bắt vậy. Không chịu đâu. Những chuyện vui tích vậy đó. Má đâu mà cây vậy? Mà con nít lớn lên sợ ma là do làm sao mới sợ ma anh biết không anh Bình? Do mấy người lớn người ta kể chuyện ma đồ á. Nhiều khi người ta thêm mắm dặm muối mà mấy đứa nó nghe nó tính thiệt á. Đứa nít nè. Rồi bắt đầu nó có cái suy nghĩ khác rồi nó sợ chứ như không rồi đó giờ ai thấy con ma đâu. Hiện sợ ma chứ có thấy con ma chưa Hiện? Em đâu sợ ma đâu. Không à. Không thiệt, em không sợ ma thiệt. Nó chơi dễ. Không? Nói chung ra là con ma hồi đó tới giờ chưa có ai thấy chứ. Chỉ tưởng tượng trong kêu bằng là cái tư tưởng mình thôi. Chứ không có ai thấy hết. Nhưng mà hở cái là sợ ma. Đi chỗ vắng vắng cái sợ ma. Hồi đó thôi sợ ớt đó anh hai. Chảo nó canh chua. Chín chưa anh Bình? Chín nhắc xuống thì mình chơi tiếp nồi canh chua. Hồi đầu bếp cù lao dung ruột rau nè. Rau đặc gì? Quá trời ruột rau vậy. Được rồi, luộc nhiêu thôi anh hai ơi. Mình đây. Nói. Mặt lại nó mới trắng. Bon. Cái này lên đầu bếp nữa đó. Hôm qua thì nhí. Này thịnh hai. Hôm qua nhí xào ớt. Từ từ lên đầu bếp hết trơn. Đầu bếp mà làm nhẹ mà luộc rau.
Mẹ bỏ chồng ăn chiên trứng nữa. Làm miếng tỏi đi nha. Nó đọc sẵn đây. Làm cái bằng sẵn đây. Dĩa đâu ăn cũng được. Quá ngon. Ôi dạ má. Chào cười luôn nha. Xanh. Tính kêu má ơi hả? Kêu má ơi. Giờ là chứ 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 chứ. Nấu gì có rau ăn là ngon à. Này chấm chào á. Chấm chào sợ. Thôi rồi để vô cái nái liền luôn kìa. Khét luôn rồi. Được rồi đó anh Bình, khét rồi đó. Cái chín rồi ha. Ừ. Cái anh bắt ếch nhỏ chứ ếch bự còn dữ nữa. Khét thì mình ơi sơn. Ăn là bụng chứ. Ăn là bụng nó hay. Anh nấu là anh không có được quyền ăn nha. Ừ. Cái gì luộc trong cái nấu anh ơi. Cà na hả? Cà nha. Đó, nhà thì... làm. Nó quá trời cái hơi cho hơi đen đen tổ mở ra cả nhà ơi, cảm nha. Đây phần cả. Ủa mấy cái đồ nhắc nồi đâu rồi? Em lấy ra cho anh Bình. Có rồi. Đúng rồi. Con ếch nó kêu đằng kia mà kiếm đằng này kiếm con khủng hết trơn. Caramel dữ thiệt. Caramel này lỗ tai gì. Không, gió mình nghe không tỉnh không. Trả lời nó bôn bôn vậy mà chấm sai trời. Chưa từng thấy thiệt. Nêm gia vị vô miếng cho nó thấm thịt em. Lột cái mì nữa anh ba, bên hai dư màu nữa cái này mà cũng cháy cái nữa ha, cũng cháy giống hôm qua vậy đó. Ừ, mình còn gì bằng nữa. Hôm qua cũng cháy ngon, quá ngon quá ngon, có bụng ngứa rồi gì chả nhiều con thịt. Ủa. Không mà sợ ớt nhiều gì ngon lắm nè. Đúng rồi, nếu có nước nước hồi chấm rau. Đưa kinh lên đây. Ồ nó sạch. Ủa, sạch kìa. Vậy được đó anh Bình, đừng có ấy nữa, hồi chấm gạo nó không dính đâu anh Bình. Còn ấy đưa cái nồi canh chua qua đây nè cho mau. Rồi đưa cọng nó vô cháy tới tít lào luôn đó. Nó không cháy á. Hồi cháy kìa, cháy lá dừa á. Ăn cơm rồi cộng nó mới cháy. Để đây cho được rồi bếp ga canh chua nữa. Mẹ với bà đi. Ừ. Để mẹ hai dĩa đi hai bên. Được không? Đúng rồi. Ừ. Tắt đi.
lặn lội chèn nắng bỏ em vô. Wow. Được anh Bình, được rồi, cái mình để cái bếp vô mình ăn luôn à, cho nó sôi từ từ á ha. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi cả nhà. Không nè anh xin. Con dao con đâu nữa. Còn mấy con mấy chú hộ mấy chú. Anh ta ăn kem một ít. Mấy con mấy cháu với mấy ông mấy bà dọn cơm. Bữa nay mấy anh em con bắt đây dọn cơm với mấy anh em. Rồi gia đình mình nhập tiệc đi. Mời cả nhà ăn cơm với anh em tôi nha. Ăn ướt thịt luôn. Thả ớt luôn. Hết ướt. Cái này chấm này. Này nè mới ngon dữ nè. Mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Hết biết. Ngon luôn rồi. Quá ngon. Nóng lòng á. Ớt nấu canh chua chấm muối ớt hả? Ngồi xích vô một chút hiện. Ừ, tới một chút cưng. Lâu quá không ăn đập này, nên phải ngồi giữa nập. Cục mì với bùi nướng hả? Nước cho mình đâu có ai trồng mì nữa đâu ha. Hồi đó có trồng mì đi bẻ đọt nha, không làm bị. Có mì để bẻ nó ra đọt lên hả? Đúng không sao? Nó mọc mà dưỡng cây hai cây dám bẻ chứ đâu. Mới mốt là phải để cho anh hai bữa nay luộc rau, mới mốt phải để cho khô cá rồi nấu canh rồi tập làm rồi phụ cái gì chén đưa em chén. Chưa cái chén thì đưa tay ai biết đưa cái gì anh hai. Em nè bắt chuột em ơi, cho chiên chuột bộ cái này nè anh mình ơi. Cái chuối ngon, ngon xèo. Ê, ai nấu nồi chua? Chị vô gấu, ngon quá. Cái này mới ngon nè. Cái này mới ngon nè. Tắm rồi mới quá rã luôn. Đúng rồi. Mới mốt nấu nữa anh Bình. Đây mình chảy muối nè. Anh Bình đang chảy muối, ngộ rồi. Nói chung ra mình làm có canh, có đồ kho đồ mình ăn thấy nó hài hòa hơn món một ha. Giờ này rất chưa có canh chua. Nhưng mà cái món ớt xào khóm với cà chua đồ món đó tuyệt vời nha. Ăn ghiền luôn á. Thịt nó ngon, ngọt. Đang ăn thì bên tim nè. Nướng lòng. Đúng rồi. Cô chú góp ý kêu anh ăn cái này mỗi ngày á. Hồi đó em ăn cái này dữ lắm luôn á. Nó đỡ lắm. Có anh bữa hôm anh nói anh ở đâu rồi mình quên rồi cả nhà. Anh có chỉ mình là làm sao mà mua được cái con rùa màu vàng á. Con rùa thiệt mình nhưng mà nó màu vàng. Chân với dây tơ hồng nhí mình ăn chị Bình Tim. Nhưng mà chân là không có bỏ gì hết, chỉ có con rùa với dây tơ hồng. Đợt rồi thì mình cũng có ăn con rùa ấy, con cá chê chân với dây tơ hồng. Mà dây tơ hồng nhí đó là phải đi tới đống rác Trà Vinh. Mày không? Tơ hồng chỉ em mua. Ở đâu? Thành phố á. Như vậy? Cái bỏ chung. Dây tơ hồng hả? Dây tơ hồng thuốc ăn bỏ thẳng. Dây tơ hồng ở dưới thằng Quyền có đó anh. Nhà anh đậy cho anh. Ở dưới Lăng Gô á. Cộng nhí mới phải nha. Gì cộng nữa, có gì anh có con rùa cưng bẻ cho anh ít nha. Dây tơ hồng làm cái bỏ chung với kỹ khô. Cái này, đó hai cái đó hay lắm á. Mình dưới gọi ông Quyền bẻ về cho mình nắp con đó. Ờ đi về nữa điện cho nhân bẻ nắp. Nó ở trên cây lứt là nhiều. Cái loại đó nó ở trên cây lứt. Cái cảm giác mình ăn cộng cái sợi dây tơ hồng mà nó giòn mà nó thơm. Mà không biết ăn nhiều có sao không thì mình không biết. Có ông anh bữa xuống bẻ đó. Em bẻ cho một nửa bao vậy. Cái cọng mọc ngoài sông là không có phải đâu nha. Cái cộng diễn như luôn. Nó hai cộng, nó hai loại, một cộng bự bằng này vậy nè. Một cộng là nhỏ bằng này vậy nè. Nhỏ hơn nữa. Hai cộng hai loại nữa. Cái cộng kia là bằng kêu bằng cộng dây cổ rùa. Dây bự là dây cổ rùa. Dây đó uống không được đó. Hai cộng đi luôn. Nhóc chứ.
trúng gheo. Là trúng gheo, không phải trúng gheo. Ừ. Dạ, đúng không? Để đi mình lụm lặt, được cái gì hay nấy. Cây của mình bắt ít cuối lịch sử không? Ừ, chút xíu chết hết trơn mấy anh em à. Chút diễn gì đào cái tầm đất. Hai ngày nay đào gì xong rồi trời. Đào hàng nào không nói như sáng tạp. Cái này là cái thử thách, khi mà không có thánh liệu thì anh em sẽ gặp khó để anh em lượng sức. Này có thánh liệu, thánh liệu giải quyết hết rồi. Nhưng mà cũng qua. Thánh liệu ăn Tết không biết mấy bữa nữa cả nhà. Quên. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình luôn nha. Thấy không? Nãy cái bờ đó chống úa, cái bờ đó nãy lùm luôn, bây giờ có nhìn nè. Cút từ đây đóng trơn. Chống lỏng luôn kìa, khúc đó là mặn hết trơn luôn đó. Hồi đó giờ nó con tu hú vậy chứ anh chưa từng bắt được nó đó. Nó hai loại luôn. Một con gần gần nữa phải không? Với một con đen phải không? Vừa rồi. Cái con gần là bự hay con đen bự? Con gần. Gọi vô hút sớm á. Con gần là loại chú hú xám, còn đen là chú hú đen. Chú hú đen nó mỏ, nó đỏ. Đã. Mấy con kêu nó nãy giờ, nãy anh thấy nó là con đen. Cái này chấm này bắt cái sợ. Cái con đen ăn hả? Cho anh Bình xin miếng con trái hả? Trang nó khô. Đó. Rồi thôi bỏ đi. Bỏ đi. Sao vậy? Con cháy nó... Vô cái lùi. Cứng quá ăn được con Bình nó xuống. Cứng ăn cũng lăng ạ. Để hồi mình xử cù sao ha. Chụp cháy ngồi ăn sao? Thơm. Tớt nó mắm trơn. Mời lấy theo. Bà lai bắt lòng cho nhóc hả? Ừ. Mở nó dày quá hả? Dày để một cá. Một cá. Móc với sình ủng. Bà ta đen mỏng đó. Móc trên mưa. Bà ta nó nóng cá khỏi dậy luôn. Nó cứng á. Mà mang bao tay rồi kêu ếch chắc là hồi có nguyên cái quặng đây luôn. Làm sao? Ừ. Thấy vậy chứ nói thì nói vậy cả nhà. Chứ nắng xiết quá mình kêu không nổi. Đi không nổi nữa chứ không nói là kêu luôn. Nắng xiết quá kêu không nên lời. Nắng xiết có cái chiều bắt cặp cặp mấy giường rồi được. Chứ ra ngoài thua. Mấy cái bùi bùi nhầu gì đó mới ngon. Đó. Mấy cái trứng rớt ra. Ừ. Chua còn quá trời không ăn. Ớt nhóc luôn đây. Bữa nay mẻ kho đắt hơn. Múc ăn đi, đen rồi. Cù nữa à. Mấy đứa em còn. Đi ra ăn đi. Phải ăn rau. Hai đứa cơm còn. Trên. Hiện bữa nay cũng hùng được một con nữa nha. Gấu. Thôi còn. Nè. Còn cái đuôi lắm. Anh nào còn nhóc trên này. Cứ dán. Nè. Không được rồi, em phải. Em đi năm nay chứ năm tới rồi bắt ếch đồ ok. Biết. Ừ. Biết thế móc từ từ rồi bắt được đó. Bây giờ thì đâu có dám khẳng định là cái hang nó có hay không, đúng không? Thấy dấu nó vô thôi mà đâu dám khẳng định. Có hang bích đụng á thì mình biết gành, còn cái hang mà không bích đụng em không có gành luôn. Như hang cua đó nó tung ra thì nó có cái mỏ đó. Cái đó mình quá trời lộ rồi. Ừ. Mấy con ở lén á mới ghê là nó vô rồi nó không lên nữa, nó chỉ ở ngang cái mí mặt nước đó thôi. Ừ. Nó không trèo lên miệng. Dòm mình để ý dữ lắm mới gặp nó mới biết nó. Nhưng mà nó vô bắt buộc nó phải dò tay, nó phải đụng hai bên rồi. Mình để ý. Vô nó bằng tàu là nó chào ông bà cô chú. Nó vô nó lộn rồi nó còn cái dấu cũ quá. Trời, mì bữa nay ngon quá không ơi. Ăn cái mì vô. Có cái hang nãy em biết á. Cái hang nãy em biết ếch nó vô. Tại nó quào dữ dội ở ngoài á, với sự đất trong á. Nó quào bấy trong kìa.
người ta ngộ nhận con ếch với con cua bự. Con cua bự nó làm nó giấu giống thịt nó. Càng rồi nó đụng vô y gan. Mà hồi giờ ngộ nhận vậy đó. Hai bữa rồi bắt 6 con không trời. Mơ đi bắt 6 con nữa mới mắc cự. Hôm qua dùm đi Đồng Tháp á. Hôm qua dùm đi Đồng Tháp. 66. Em đã mới về. Hôm qua 6 này 6 là 6, 16 Đồng Tháp. Mơ đi Sóc Trăng. Bữa nay ớt cũng được hơn ngày hôm qua đó. Bự hôm qua. Anh Bình đi đâu mất tiêu rồi? Chắc đi giải quyết nỗi buồn quá. Bữa nay gia đình mình làm món canh chua ếch nấu với cây chuối, còn với ếch kho sả ớt thì ăn với rau luộc đọt mì nè, đọt nhãn lồng, quá ngon luôn cả nhà. Thì giờ anh em cũng thu xếp hành trang gọn rồi, định đi vòng vòng bắt thêm ít nữa coi có không. Thì chắc video của gia đình mình xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Sao rồi? Đây nè. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.